Nhưng dù có như thế nào, dù ở trong cái hoàn cảnh mà tới mức mà không thể tư duy được á, thì mình vẫn biết có những cái giới hạn mình không được phép vượt qua. Như dù mình có điên cuồng chạy đi chăng nữa, thì mình vẫn biết đâu là phần rì của con đường, rằng phía dưới kia là vực thẳm, là vực sâu, mình không thể nào chạy tiếp được. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mọi người nghĩ như thế nào về hai chữ lụy tình? Và cũng như nếu mà đã lỡ lụy tình rồi thì phải làm như thế nào? Cũng như là một góc nhìn khác của cơn lụy tình. Đó là những cái phạm trù mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện nha. Không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share cũng như là đăng ký kênh của mình. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Đầu tiên sẽ là biểu hiện của lụy tình. Theo mình tra Google á, biểu hiện của người lụy tình nó sẽ là như vậy nè. Là rất là dễ bị tổn thương vì họ yêu nửa kia quá nhiều. Hay khóc một mình, tối thì hay kê cao gói, chỉnh sửa lại độ phòng của gói, thay đổi tư thế ngủ hoài, nhưng mà cũng không có được. Rồi luôn ưu tiên đối phương mà phớt lờ đi cảm xúc của bản thân, cũng như là bỏ qua lợi ích của bản thân, chấp nhận hy sinh mọi thứ vì người ấy, luôn vì người mình yêu. Trong cuộc sống của mọi người thì sẽ luôn có một kim chỉ nam về tính cách, là thứ mà trong quá trình trưởng thành ta sẽ được yếu tố môi trường bên ngoài tác động vào để mình định hình nên tính cách lâu dài cho bản thân. Và mình cũng vậy, mình luôn hướng bản thân tới cái hướng là giữ một cái đầu lạnh, điềm tĩnh trước mọi thứ. Vì có điềm tĩnh thì mới có khả năng xử lý tình huống. Và một yếu tố quan trọng khác là điềm tĩnh là một nét cuốn hút của người đàn ông. Bên cạnh đó thì mình là một người nhiệt huyết, kiểu sống hết mình ấy. Nói về những người sống hết mình đi, thì thật ra họ cũng có điểm yếu đó. Nhất là trong chuyện tình cảm, những người sống hết mình thường sẽ hy vọng rất là nhiều. Họ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mà trao đi cảm xúc của bản thân mình. Họ trung thành với những quyết định mà mình đã đề ra, và ở họ có một cái tình yêu vô bờ bến dành cho đối phương. À, nếu mà nói như vậy thì điểm yếu của họ nằm ở đâu? Đó chỉ là hạnh phúc khi mà kiểu người sống hết mình yêu đúng người thôi. Còn nếu mà yêu sai người á, cho tình cảm đi sai người á, thì những người sống hết mình thường rất là dễ bị lụy tình. Thế thì làm thế nào để lụy tình một cách lý trí đây? Đã lụy tình thì làm sao mà lý trí được? Không hẳn đâu mọi người ơi. Như đã nói trên thì mình thừa nhận mình là một người lụy tình. Chỉ đơn giản là vì yêu một người thì mình yêu rất là nhiều. Đến khi mà không được như ý muốn á, thì mình tiều tụy đi thấy hẳn. Và những người bạn của mình, những cái lúc đó thì rất là mệt mỏi với những cái cơn lụy tình của mình. Nhưng dù có như thế nào, dù ở trong cái hoàn cảnh mà tới mức mà không thể tư duy được á, thì mình vẫn biết có những cái giới hạn mình không được phép vượt qua. Như dù mình có điên cuồng chạy đi chăng nữa, thì mình vẫn biết đâu là phần rì của con đường, rằng phía dưới kia là vực thẳm, là vực sâu, mình không thể nào chạy tiếp được. Mình lụy tình vì lúc đó kiểu người như mình thì không có sự lựa chọn nào khác đâu. Mình có thể đau khổ, tự dằn vặt bản thân, nhưng mình tuyệt đối không đánh mất bản thân mình, không vướng vào tệ nạn xã hội để mà xoa dịu nỗi đau lúc đó. Mình cũng không cầu xin, nài nỉ, quỵ lụy tình cảm của bất cứ ai. Vì mình hiểu một chuyện đơn giản á, là tình cảm là chuyện song phương, không nên có sự thương hại hay là cầu xin trong đó. Và khi mà bạn đã mở miệng cầu xin đối phương rồi á, tức là lúc đó bạn đã đặt mình ở vị trí thấp hơn đối phương rồi. Bạn đã không trân trọng bản thân bạn rồi. Rồi để mà có thể lụy tình một cách lý trí á, việc bạn làm không phải là ngăn cấm bạn lụy tình hay là sợ những cái cơn lụy tình. Cái gì chúng ta càng cấm thì chúng ta càng có xu hướng đâm đầu vào, như là Romeo và Juliet vậy đó. Có một câu nói mà mình tự rút ra cho bản thân. Trong bất cứ chuyện gì á, cũng như là chuyện tình cảm, đó là một đoạn tình cảm thành công đi, thì bạn sẽ không học được bài học gì cho bản thân bạn cả. Thất bại thì cũng chưa chắc bạn sẽ học được bài học cho bản thân. Nhưng mà thất bại nhiều lần thì chắc chắn bạn sẽ rút được bài học cho bản thân bạn. Vì bạn phải như vậy
lụy tình cũng vậy. Muốn lụy tình một cách lý trí hơn á, là phải qua những lần lụy tình trước và từ từ tiết chế, từ từ điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của bản thân và kiểm soát sự bộc phát để mà có thể bộc phát trong vùng cho phép của bản thân thôi. Mấu chốt là bạn phải trải thì bạn mới trưởng thành. Rồi, bạn phải biết chia cái sự chú ý của mình vào những cái lĩnh vực khác như là việc học nè, sự nghiệp nè, sở thích nè, rồi bạn bè nè, rồi gia đình nữa. Bạn phải hiểu là có những cái việc đáng để chúng ta quan tâm hơn là cái việc cứ chăm chăm vào lụy họ. Việc này thì bạn có thể xem lại clip 6 cách giúp sống sót sau cơn thất tình của mình. Nó cũng như vậy đó. Và cuối cùng, mọi người thường nghĩ là lụy tình là xấu, phải không? Là hàng ngàn cái tính từ tiêu cực như là giày vò bản thân đồ vân vân. Nhưng ký kỳ cục mình lại thấy được một góc nhìn khác của cơn lụy tình đó. Dù biết lụy tình là đau khổ đó, nhưng mà mình sẽ không cấm đoán bản thân mình không được phép lụy tình. Về mình nghĩ á, là lụy tình cũng chỉ do bạn yêu hết mình mà ra thôi. Không phải vì sợ tổn thương mà bạn luôn rào bản thân bạn ở trong vùng an toàn của bạn, với những cảm xúc bị giới hạn, với sự cho đi không trọn vẹn. Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó. Bạn giới hạn bản thân bạn thì ok, có thể bạn sẽ không bị tổn thương đó, nhưng bạn sẽ không cảm nhận được hết yêu là như thế nào. Yêu hết mình thì cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng không phải vì vậy mà mình chọn cách yêu hời hợt. Mình không chọn được. Kiểu người của mình là sẽ sống hết mình và yêu hết mình thôi. Mấu chốt vẫn là bạn phải trải thì mới trưởng thành. Phải trải thì mới biết cách tiết chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Và đúng như vậy, thất bại nhiều lần thì bạn sẽ phải tự rút ra được những cái bài học cho bản thân bạn. Đó là lý do mà mình làm được cái chuỗi series mang tên Tình yêu đang thụt lùi trên kênh của mình. Đó là những trải nghiệm từ những đổ vỡ của mình, và mình tự ngồi xuống nói chuyện với bản thân mà tạo thành. Mình nghĩ á, là những cái trải nghiệm không mấy suôn sẻ của bản thân đã gặp phải á, thì cái cuộc đời này vẫn đang có người vướng vào, đang loay hoay tìm cách giải quyết. Thật tốt khi mà bản thân có thể vượt qua, và càng tốt hơn khi mà bản thân có thể ngồi xuống mà chia sẻ lại những cái bí quyết và giải pháp đã giúp mình vượt qua những cái chuyện đó. Bản thân mình thì đủ khùng điên để mà làm điều mình thích, nhưng mình cũng đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn của bản thân mình. Ok, video của mình tới đây đủ dài rồi. Mong rằng video này cũng như là những cái video trước sẽ giúp ích được cho nhiều bạn. Và nếu mà cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share những cái video này để mình có cơ hội tiếp cận được nhiều bạn hơn và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki. Các bạn có thể comment trực tiếp ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin cho mình về cái chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, cũng như là cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn vì đã xem hết clip của mình và hẹn gặp lại.